Hơn 50 chiếc xe đã được sản xuất nhưng chỉ còn duy nhất một nguyên mẫu sót lại cho đến ngày nay. Tháp 64 hay kiểu 64 sử dụng tháp pháo của Hellcat lắp trên khung gầm xe phòng không M42 với hỏa lực chính là khẩu M1A2. Vậy thì có gì thú vị trên chiếc xe lai tạp nhiều bộ phận như thế này? Cùng mình bắt đầu video nhé! Và đây là chiếc thép 64 hay kiểu 64, mình sẽ đọc là kiểu 64 cho nó dễ nhá. Tăng hạng nhẹ cấp 6 của sơ đồ công nghệ Trung Quốc đang bán. Và mình sẽ không đề cập đến vấn đề quốc tịch hay là chính trị đâu nhá. Và hy vọng anh em cũng sẽ không bình luận về vấn đề đấy trên kênh của mình. Rồi, có một điều khá là thú vị, đó chính là chiếc kiểu 64 này là chiếc xe tăng hạng nhẹ cấp 6 duy nhất bán bằng vàng ở trong cửa hàng game lẫn cửa hàng web. Những chiếc xe tăng vàng hay tăng thưởng hạng nhẹ cấp 6 khác thì lại không bán anh em ạ. Như là ba chiếc T52, Super Chafi, VK105 và chiếc A46 ấy thì không bán anh em ạ. Đấy, A46 thì là kỷ niệm 10 năm. Ba chiếc xe mình kể trước đó thì là của cựu binh. Cho nên sự thật là chiếc kiểu 64 này là chiếc xe tăng hạng nhẹ cấp 6 duy nhất bán. Và giá của nó là 3.001 vàng thì phải, nếu mình nhớ không nhầm thì là 3.001 vàng. Được rồi, anh em thấy rằng với thân hình của chiếc kiểu 64 này, một cái phần thân của pháo phòng không, ui, rồi thì tháp pháo của chiếc Hellcat, chắc khẩu pháo này cũng là của Hellcat luôn, hoặc là khẩu pháo chống tăng nào luôn. Thì chiếc kiểu 64 này có rất là nhiều đặc điểm mà mình cũng hy vọng anh em sẽ thử chơi nó một lần hoặc là mua nó về cày bạc. Vì bây giờ chúng ta sẽ đến với những điểm mạnh mà mình thích trên chiếc kiểu 64 này nhé. Đây là danh sách những chiếc xe có tốc độ tối đa cao nhất ở cấp 6 tăng hạng nhẹ. Và chiếc xe này đang chiếm trệ ở vị trí thứ nhất 72,4 km/h. Và nếu chúng ta bỏ đi cái loại xe tăng hạng nhẹ thì nó cũng là chiếc xe chạy nhanh nhất cấp 6 anh em ạ. Wow, một con số rất là ấn tượng. Tuy nhiên mình lại không đánh giá cao về cái tốc độ tối đa này. Vì sao? Bởi vì cái mã lực trên 1 tấn ấy, có nghĩa là công suất riêng của nó chỉ khoảng 21 thôi, 21 mã lực trên 1 tấn thôi. Chiếc xe này chỉ duy trì đâu đó tốc độ từ 0 cho đến 60 là chủ yếu. Bởi vì nếu anh em mà xoay xe hoặc là gặp vật cản cái là sẽ bị tụt tốc độ rất là nhanh. Không sao, anh em khắc phục điều đấy bằng cách mang nitro. Thì đạt tới tốc độ 72 km/h cũng khá là đơn giản thôi, đâu đó mất khoảng 30 giây thì phải. Rồi, thêm một điều nữa, đó chính là tầm nhìn anh em ạ. Tầm nhìn của chiếc kiểu 64 này là 390m, chỉ thua mỗi Dickermark thôi. Và nó cũng đang lắm giữ tầm nhìn cơ bản cao nhất tăng hạng nhẹ cấp 6. Đấy là hai cái thế mạnh mà mình thích trên chiếc kiểu 64, đặc biệt là làm nhiệm vụ trên một chiếc xe tăng hạng nhẹ. Quay về gara nhé. Ở gara thì mình sẽ nói đến cái hỏa lực. Dù hỏa lực nó không phải là thế mạnh của đám tăng hạng nhẹ nhưng mà mình vẫn nêu ra cho anh em. Thứ nhất là sát thương trung bình của đạn AP và BCR 115, độ xuyên trung bình AB 128, vận tốc đạn 800m/s. Còn về đạn ABCR, độ xuyên trung bình 177mm và vận tốc đạn là 990m/s. Nói chung là khá là ổn. Và có một nhược điểm là chiếc xe này chỉ mang 45 viên thôi, rất là ít đạn so với lại T52 hay là VK hay là Super Chafi. Thì theo mình, anh em đừng mang đạn nổ trên chiếc xe này nếu anh em bắn nhé. Được rồi, khi mà mình không mang thông nòng mà chiếc xe này vẫn có thể lắp đạn tới 3 giây anh em ạ, 3 giây một viên. Khi mà mình mang đồ ăn hay là 5 anh em, nếu mình mang thông nòng có lẽ chiếc xe này sẽ lắp đạn đâu đó khoảng 2,6 giây. Được rồi, đồ chơi của mình thì mình mang kính là cái tiên quyết để chúng ta chơi tăng hạng nhẹ rồi. Một bộ combo tuyệt vời nữa đó chính là giảm thanh và thêm cái nữa là litro. Thì chiếc xe này nó tăng tốc nhanh hơn, nó chạy với tốc độ tối đa nhanh hơn, có thể lên tới 78,4 km/h. Quá là ấn tượng đúng không anh em? Được rồi, về khả năng ẩn giấu thì khi mình mang giảm thanh, chiếc xe này lên tới 37%. Đây là mình còn chưa mang cái ngụy trang nữa nhá. Nếu mình mang ngụy trang này, mình mang ngụy trang, chiếc xe này lên tới 40,2 anh em ạ. 40,02% ẩn giấu khi mà di chuyển và đứng yên. Đây là một con số rất là lớn và gần như là kẻ địch sẽ chỉ thấy chúng ta ở khoảng cách 50m khi mà chúng ta đứng trong bụi thôi. Được rồi, với việc là có thế mạnh như này thì bây giờ mình sẽ bắn chiếc kiểu 64 này để xem nó có tốt không nhé. Với hai thế mạnh mà mình đã nhắc ở phần đầu video thì mình tự tin rằng chiếc kiểu 64 này hoàn toàn có thể đánh bại được nhiều chiếc xe tăng hạng nhẹ cùng cấp khác trong một cuộc chiến đấu kiểu như là chiến đấu giữ sai nhau hoặc là phát hiện nhá.
cuộc chiến của tác hạng nhẹ, thì mình nghĩ rằng chiếc kiểu 64 này sẽ là một chiếc xe ăn đứt nhiều chiếc xe khác. Rồi, trong đội của địch là chiếc VK2801105. Đây là tăng hạng nhẹ có một cái độ ẩn giấu không tốt cho lắm, bởi vì chiếc xe này rất là to. Thành ra mình hoàn toàn có thể soi theo anh ta trước, và chưa chắc anh ta đã soi theo mình. Đấy, có một điều mà mình thích và không thích trên chiếc kiểu 64 này. Thứ nhất là phần thân xe của nó cũng khá là nhỏ nhắn thôi, không phải nhỏ nhất nhưng mà khá là nhỏ nhắn. Thế là thành ra thì chúng ta có thể lé được đạn kẻ địch. Nhưng do tốc độ tối đa cao và trọng lượng của nó nhẹ nên chúng ta lái chiếc xe này khẽ sẽ rất là bị gọi là lắc xe đấy. Nó lắc xe rất là nhiều và đôi khi không kiểm soát được. Và cái tốc độ tối đa của nó giảm nhanh chóng khi chúng ta cua xe hoặc là đánh lái sang hai bên. Đó là một nhược điểm trên chiếc kiểu 64 này và mình không thích lắm. Thành ra mỗi lần mà mình chiếm vị trí ấy, mình cần phải chạy thẳng anh em ạ. Mình lên chạy thẳng để giữ cái tốc độ tối đa. Đó. Như mình đã nhắc rồi, công suất điểm chiếc xe này không tốt. Và khi mà chúng ta gặp vật cản hoặc là cái dốc hoặc là cái gờ đất nào đó thôi là tốc độ bị giảm nhanh chóng lắm. Đây này, như mình đang giữ tốc độ chỉ khoảng 50 thôi này, không lên tới 60 đây này. Đó, anh em thấy đấy. Khi mình chạy ở cái vùng mà nó có cái dốc chỉ nghiêng nghiêng một chút thôi mà tốc độ của mình cũng chỉ đâu đó duy trì 50, 40. Cho nên là anh em lưu ý khi chạy trước kiểu 64 nhá. Rồi, quay trở lại trận đấu ở bản đồ Six Fire Line thì mình đã soi được khá là nhiều kẻ địch rồi. Khá là nhiều kẻ địch đã bị mình giữ sai và họ chưa nhìn thấy mình đâu nhá. Từ đầu trận đấu đến giờ mình chạy sang bản đồ phía bên họ rồi mà mình vẫn chưa bị phát hiện. Mình vẫn chưa bị phát hiện bởi kẻ địch. Khoảng cách khoảng 3 ô và bây giờ là cơ hội của mình để bắn chiếc STMU. Rồi, một phát đạn bắn hơi tệ của mình. Thêm một phát đạn nữa. Vẫn chưa bị lộ hình anh em ơi. Rồi. Thêm một phát nữa chắc là trúng đấy. Như vậy là mình đã bị lộ hình. Và rất là may là chiếc STMU vừa bắn trượt mình. Hình như anh ta sử dụng khẩu pháo stock. Theo mình thì phát vừa rồi là chiếc Cromwell B đã soi thấy mình. Bởi vì khi mà mình nổ súng ấy thì phần trăm ẩn dấu chiếc xe này chỉ còn 8% thôi. Khá là dễ bị phát hiện khi nổ súng mà. Rồi, như vậy là chiếc STMU đã bị mình spam đạn cho gần bay màu luôn. Thêm một phát đạn nữa. Không kết liễu được. Phát đạn vừa rồi bắn là xích. Hơi đen. Như vậy là mình đã để cho chiếc STMU chạy thoát rồi. Không sao, mình sẽ tiến gần đến nhà địch hơn để soi cho đồng đội mình ở ngoài cánh đồng bắn vào. Rồi, như vậy là pháo vừa ngắm mình. Mình nói thật là chiếc xe này hơi lắc thật. Nhiều khi mình cảm tưởng ấy, chuẩn bị lật đến nơi ấy. Chiếc xe này chạy ấy, mỗi lần mình chạy mà cảm giác như sắp bị lật rồi. Ôi, anh ta nhìn mình. Rồi, như vậy là mình đã kết liễu anh ta trước khi anh ta bắn trúng mình. Bây giờ mình sẽ áp sát nhà địch hơn, bởi vì trận đấu này là nghiêng về phần thắng bên mình rồi. Tỷ số là 6-2, bên mình lãi 4.000 máu. Theo mình thì cái lợi thế to lớn mà trước kiểu 64 này đạt được ấy chính là bắt sai cái đấy trước để chúng ta có những bước tiến tiếp theo. Mình đang spam chỗ Su-100. Rồi anh ta hình như bị mình bắn trúng 2-3 viên gì đấy. Ui may quá, một phát đạn từ trước FV-304 bắn trượt. Rồi mình đang soi cho đồng đội trước Su. Rồi anh ta bay gáo rồi. À đâu, anh ta bay màu chứ, mình xin lỗi. Phát đạn vừa rồi lổ to quá, mình cứ tưởng là anh ta bay gáo. Bây giờ mình sẽ áp sát nhà địch hơn để có thể soi. Đó, anh em thấy đấy, tốc độ mà chỉ duy trì ban đầu ấy chỉ đâu đó 40-50 thôi. Chúng ta gặp vật cản hay là gì cái là chậm ngay. Đấy, anh em lưu ý nhá, nếu anh em thích tốc độ, anh em thích sự nhanh chóng thì anh em có thể chơi chiếc xe khác như là T-52 hoặc là chiếc AMD đấy. Chiếc xe bánh lốp ấy, chiếc xe bánh lốp của Pháp là một trong những chiếc xe tăng tốc rất là nhanh đấy. Anh em lên thử. Còn chiếc kiểu 64 này thì anh em lưu ý. Nhưng mà nó là chiếc xe tăng hạng nhẹ duy nhất có thể mua được ở cấp 6 để cày bạc mà. Còn lại thì chiếc A46 cũng là chiếc xe cày được bạc, nhưng mà chiếc xe đấy lại chỉ kiếm được ở sự kiện gì thôi, sự kiện kỷ niệm 15 thôi. Rồi mình đã soi thấy chiếc IKV, hy vọng đồng đội mình có thể tiêu diệt anh ta trước khi anh ta chạy ra bắn mình. Khả năng cao anh ta đang chạy ra bắn mình rồi. Rồi ok. Như vậy là anh ta đã quyết định chạy ra bắn mình. Trận đấu này thì phần lớn cũng có công của mình khi mà kiểm soát được cánh 1-2, cánh đồng ấy, rất là rộng lớn. Mình chạy sang cả phía bên nhà địch. Thì trận đấu này mình chỉ soi được 2K1 thôi và bắn được đâu đó khoảng 1.000 thiệt hại. Như đã giới thiệu ở đầu video ấy, mình đã nói rồi, chiếc xe này được ghép từ nhiều bộ phận của bên Mỹ thôi.
chứ chưa chắc là quốc tịch nguyên gốc là của Đài Loan hay Trung Quốc đâu. Cho nên là anh em biết rồi đấy, tăng Mỹ mà khá là tốt. Mà mình cũng là một người không thích chơi tăng Trung Quốc lắm, và video của mình cũng khá là ít về tăng Trung Quốc. Anh em biết đấy, tăng Trung Quốc có gì thì tăng Liên Xô có đấy, còn làm tốt hơn. Thành ra là mình chơi tăng Liên Xô nhiều chứ không hay chơi tăng Trung Quốc. Mình không ghét đất nước Trung Quốc đâu anh em nhé. Rồi, hiện tại thì mình đã bị chiếc heo cắt cản đường chạy ra ngoài cánh đồng rồi. Vì thế mình sẽ lựa chọn một cách soi khác mà mình đã áp dụng cho video chiếc VK28105 28011105mm ấy. Thì đó là chạy lên đồi. Đấy, anh em thấy đấy, mình bắt sai thấy chiếc AMX-12T đang chạy mà anh ta còn không soi mình. Mình bắt sai luôn cả chiếc T37 rồi. Đó, đúng là lợi thế về tầm nhìn và lợi thế về cambo rất là tốt cho những chiếc xe ở cấp 6 anh em ơi. Đấy, mình đang soi cho đồng đội để cố gắng tiêu diệt kẻ địch. Và trước mặt mình là chiếc E8, anh ta lên đồi rất là nhanh, mình đã bị lộ hình rồi. Bây giờ mình cần phải chạy thoát ngay để phòng anh ta bắn mình. Trước khi chạy thoát thì mình cũng đảo sang bên trái một chút để soi. Và mình đã soi thấy thêm một vài người nữa như là chiếc T150, soi luôn cả chiếc E2 luôn. Và chiếc 12T đã bị đồng đội mình tiêu diệt. Mình cũng hỗ trợ soi để tiêu diệt chiếc 12T đấy. Bây giờ thì là chiếc T37, anh ta đang trước mặt mình và khả năng cao anh ta cũng không nhìn thấy mình. Đúng vậy, anh ta không nhìn thấy mình anh em ơi. Mình đang hỗ trợ đồng đội tiêu diệt chiếc 132 và mình đang dừng lại để cố gắng bắn anh ta. Hy vọng có thể tiêu diệt anh ta. Một viên. Rồi, như vậy là chiếc T37 đã bay màu. Và anh em hãy nhìn đi, bên kẻ địch bây giờ không còn ai là con mắt cả. Thành ra mình sẽ dễ dàng chơi trong trận đấu này. Và tất nhiên, chiếc kiểu 64 này hoàn toàn có thể chơi được độc lập tác chiến. Vì sao? Bởi vì hỏa lực của chiếc kiểu 64 này rất tốt anh em ạ. Sát thương trung bình của chiếc xe này hiện tại đang 2000 anh em ạ. Hơn 2000. Hơn 2000 ở một chiếc xe cấp 6, thoải mái bắn liên tục với thời gian nạp đạn 3 giây không thông lòng. Khoảng hơn 3 giây không thông lòng. Có thông lòng thì đâu đó khoảng 2,6 giây. Mắc đồ như mình nhá, phải mắc đồ đấy, nghĩa là mang cả cái đồ ăn hay là 5 anh em. Và mình đã nhìn thấy chiếc heo cát. Ui, mình nhìn thấy heo cát ở khoảng cách 400m cơ. Anh ta đứng trong bụi mà cũng bị mình soi. Và bây giờ mình sẽ dừng lại để bắn anh ta. Và mình tự tin rằng anh ta sẽ không soi đến mình. Một phát, 107. Rồi, phát này thì bắn trượt rồi. Cho nên là mình sẽ áp sát gần hơn để cố gắng chạy vào soi chiếc heo cát và bắn lại. Và đây rồi, mình soi tất cả chiếc Su-100 lẫn chiếc heo cát. Cơ hội của mình. Một phát đạn vào chiếc heo cát. Một phát nữa vào chiếc Su-100. Wow, 427 sát thương vào chiếc Su-100. Té nửa luôn ạ. Lổ thùng đạn. Và bây giờ mình sẽ cố gắng tiêu diệt chiếc heo cát. Như vậy là chiếc heo cát đã bị mình tiêu diệt. Hiện tại thì bên địch cũng vừa thua đồi rồi. Cho nên là mình sẽ tự tin để chạy vào phía sau nhà địch, soi cho đồng đội mình ở đằng sau. Đó, anh em thấy rằng là chiếc xe này thực sự là linh hoạt. Linh hoạt trong chiến đấu, linh hoạt trong đi soi. Đấy, anh em mang nitro cho mình nhá. Hãy mang nitro, mình khẳng định anh em luôn. Anh em mang nitro thì chiếc xe này sẽ không không thất vọng đâu. Anh em mang thêm giảm thanh nữa thì tuyệt vời. Chiếc xe này thì không mang được quạt anh em nhé. Bởi vì chiếc xe này hở cabin mà, không mang được quạt. Chuẩn bị khai hóa. Ok, mình đang cố gắng spam chiếc pit thì anh ta bay màu rồi. Bây giờ mình đang chuyển sang mục tiêu mới là chiếc T150. Ui, hai phát đạn bắn hơi trượt nha. Tăng Mỹ nhưng mà không biết có độ chuẩn xác của đám Mỹ không đây. Rồi, như vậy là chiếc T150 đã bị tiêu diệt. Kẻ địch. À, hai pháo tự hành. Đó, anh em thấy đấy, tăng tốc khá là tầm thường thôi. Một phát vừa di chuyển vừa bắn trúng chiếc M44. Thêm một phát nữa. Và mình đã nhìn thấy chiếc Achille cùng với chiếc Su-100 đang ở trong này. Hy vọng đồng đội mình có thể tiêu diệt bọn họ. Mình đang chạy vào để quấy rối. Rồi, chiếc Achille vừa bị mình bắn cháy. Mình chuyển sang mục tiêu khác là chiếc Su-100. Nhưng có vẻ như chiếc Achille chuẩn bị chuyển sang bắn mình chăng? Không. Chiếc Su-100 đang quay trở lại bắn mình. Và anh ta sử dụng nòng pháo to. Mình cần phải nhanh chóng chạy thoát trước khi Su-100 bắn mình. Rồi, may quá, mình đã chạy kịp thời về đằng sau chiếc Su-100. Và chiếc Peace đang quay lại bắn mình. Rồi, Su-100. Ok, như vậy là chiếc Peace vừa bắn trượt rồi. Phát đạn vừa rồi thì chiếc Peace hoàn toàn có thể bắn trúng mình và mình có thể bay màu bởi vì sát thương của anh ta là 240. Nhưng mà rất là may là anh ta bắn trượt. Nhưng anh em thấy thì trong trận đấu này mình bắn được 2.005, soi được 2.000. Không biết đây có phải con số cuối cùng chưa. Nhưng mà ở bản đồ mà rộng lớn như là Malinovka hay là Prokhorovka thì chiếc kiểu 64 này hoạt động thực sự là tốt. Đấy,
Mình nghĩ rằng là cái việc anh em chơi tăng hạng nhẹ, mình cũng đã nói rất là nhiều video rồi rằng hãy cố gắng bắt size tăng hạng nhẹ kẻ địch trước. Còn nếu anh em không tự tin bắt size họ trước thì anh em phải để họ xuất hiện trước bằng cách đứng ở cắm ở những cái bụi cây an toàn. Đấy, thì đó là cách chơi tăng hạng nhẹ ban đầu. Còn đến nửa cuối thì anh em có thể sử dụng hỏa lực bằng cách bắn kẻ địch, như là mình đã bắn chiếc Su-100 lẫn chiếc Hellcat ấy mà họ không nhìn thấy mình, thì chúng ta phải đảm bảo rằng là khi chúng ta bắn chúng ta sẽ không bị lộ hình hoặc là không bị nguy hiểm gì cả thì hãng khai hỏa. Và về cuối chúng ta còn nhiều máu hoặc là thì anh em hãy chạy vào soi cho đồng đội về đoạn cuối, bởi vì sắp thắng đến nơi rồi, chúng ta tiếc tiếc vài giọt máu làm gì, đúng không? Hai trận đấu cuối cùng thì mình sẽ cho anh em xem cái cách mà mình sử dụng hỏa lực trên chiếc kiểu 64 này nó tốt như thế nào. Thì nếu mà chúng ta không thích làm nhiệm vụ trinh sát thì chúng ta có thể cosplay pháo chống tăng hoặc là tăng hạng chung bắn tỉa cũng được. Đó. Thì theo mình, anh em muốn cosplay thì anh em phải mang cho mình cái xoay trở nhá, hoặc là ngắm nhanh. Chứ nếu mà anh em không mang gì cả ấy, thì tầm ngắm một chiếc xe khá là to. Còn nếu anh em không mang đồ về hỏa lực ấy thì anh em có thể chờ tầm nó thu hết rồi chúng ta bắn cũng được. Bởi vì chiếc xe này bắn rất là nhanh thôi, nhưng mà mỗi tội là ít đạn, có 45 viên. Thành ra anh em mà bắn nhanh quá, bắn trượt nhiều quá thì đến cuối trận anh em không còn đạn mà bắn đâu. Theo mình nghĩ rằng thì anh em nên bắn cẩn thận chiếc xe này nhá. Không hiểu lý do gì mà chiếc xe ít đạn thật ấy. Giá như chiếc xe này cho mình thêm 10 viên đạn nữa thì mình bắn tẹt ga. Nhưng mà có 45 viên thôi, thành ra mình phải căn ke thế nào cho nó hợp lý. Rồi, ở bản đồ Budovanka mình đang lựa chọn một vị trí bắn tạt hông. Skoda đã bị mình bắn trước rất là nhanh. Một phát đạn nữa, hy vọng là... Rồi, mình đã đọc thấy bản đồ là chiếc T-52 vừa chạy vào trong này rồi, cho nên là mình phải rút chạy vào trong rừng ngay để phòng là bị lộ hình. Và mình đã soi thấy chiếc STRV-57, có vẻ như anh ta đang bắn tỉa đằng sau. Rồi, để xem là mình có thể tiêu diệt được những chiếc T-52 đang ở trong trận đấu đây không. Ôi, giờ mới để ý là mỗi bên có 4 tăng hạng nhẹ cơ ạ. Mỗi bên có 4 tăng hạng nhẹ đang chạy cơ, đỉnh đấy nhở. Đó, đạn thường của mình thì cũng có thể bắn xuyên được chiếc KV-2 ở phần đằng trước, bởi vì độ xuyên của chiếc xe này cũng khá tốt mà. So với một chiếc xe tăng hạng nhẹ mà độ xuyên đạn thường là 128 mm, khá là ổn định đấy. Đạn vàng lên tới 177, thoải mái bắn xuyên được những kẻ địch ở cấp 6, cấp 7. Với lại là anh em dùng chiếc xe này, anh em sử dụng tốc độ để anh em thọc sườn thì cũng không nhất thiết phải lạp đạn vàng nhiều, đúng không? Rồi, hiện tại thì mình đang cố gắng chạy để đi soi cho đồng đội. Có vẻ như chiếc STRV-57 đã chạy thoát rồi, anh ta chạy nhanh thật đấy. Bây giờ thì là chiếc KV-2. Rồi, chiếc KV-2 vẫn chưa bay màu. Bây giờ mình sẽ lựa chọn vị trí này để bắn chiếc KV-2, nhưng không, mình đã bị lộ hình. Có vẻ như là mình chạy sát chiếc KV-2 quá, ở khoảng cách hơn 100m cả thì phải. 100 hay là 200m thì đấy, cho nên anh ta đã soi cho mình. Không biết là anh ta soi hay là T-52 soi. Rồi, mình sẽ nhô lên để bắn chiếc KV-2 một chút. Ui, may quá, anh ta bắn mù, à anh ta bắn blind. Rất là may là không trúng mình đấy. Quả ấy trúng thì có lẽ là mình bay màu, bởi vì giáp chiếc xe này yếu lắm. Chiếc xe này thì khá là mẫn cảm với đạn nổ đấy. Anh em lưu ý nhá, hoặc là bị húc nhá. Chiếc xe này bị húc thì cũng khá là đau đấy. Rồi, có vẻ như kẻ địch đang chiếm căn cứ bên mình, nhưng anh ta lại thật nhả rồi. Và chiếc T-3485, bây giờ mình sẽ chạy vào để quẩy chiếc T-3485 cùng với chiếc Fury. Hy vọng là chiếc Fury sẽ chú ý và quẩy cùng mình. Với tốc độ duy trì từ 50 đến 60, thoải mái chạy quanh kẻ địch như thế này. Một viên vào chiếc T-3485. Rồi, trượt rồi. Đấy, có thể thấy rằng là với cái tốc độ nhanh như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể chạy xung quanh kẻ địch mà họ không thể đuổi kịp hoặc là quay quay xe theo kịp. Đặc biệt là tăng hạng nặng, mình có thể đảm bảo là tăng hạng nặng khó có thể là dí kịp anh em theo cái kiểu như thế này. Đó là lý do tại sao mà nhiều người đánh giá cao chiếc kiểu 64 và đáng để giữ lại trong gara hoặc là mua về để cày bạc. Với lại nó cũng là tăng hạng nhẹ duy nhất mua được mà anh em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quẩy chiếc VK3601 và chiếc SNV đã rút về đây rồi. Rồi, chiếc VK đang bị mình quẩy. Có vẻ như anh ta sẽ không xoay kịp theo mình. Rồi, có bị choáng nữa cơ. Đấy, thêm một phát đạn nữa. Rồi, trượt rồi. À, SNV, anh ta có ý định bắn mình. Rồi, mình cũng đã check luôn được chiếc FV304 đang ở đây. Rồi, có vẻ như là có kẻ địch ở trong rừng bắn ra, cho nên là mình sẽ không lựa chọn tấn công cánh bên trái. Bây giờ mình sẽ chạy sang bên phải để cố gắng tiêu diệt chiếc FV304, bởi vì mình ghét 304. Hellcat bay màu trước. Bây giờ đã FV. Một viên vào chiếc FV.
Rồi, SRV có vẻ như đang định lên ăn mình. Phát đạn slap rất tốt nhưng anh ta cũng đáp trả mình một viên khá là đau, 158. Bây giờ thì T52 bên mình cũng vừa chạy vào rồi, cho nên là mình sẽ cố gắng tiêu diệt chiếc T52 bên địch trước. Hy vọng là có thể bắn trúng. T52 không trúng giáp rồi, đèn thế trời. Rồi, như vậy là mình đã tiêu diệt chiếc SRV nhưng mà để chạy thoát chiếc T52. Bây giờ thì mình sẽ chạy vào trong rừng để soi thấy chiếc M4 hoặc là tiêu diệt chiếc T52 bên đội địch còn lại. Tầm to lắm anh em ạ. Chiếc xe này tầm to thật. Đúng là tháp pháo với lòng pháo của đám pháo chống tăng không thể nào mà có độ ổn định khi mà di chuyển hay xoay xe tốt được. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt chiếc M4. Rồi, như vậy M4 đã lên thớt. Còn lại là chiếc T52. Trượt rồi. Cố gắng bắn lại nào. Một viên. Rồi, như vậy là T52 đã bay bồng. Trận đấu này thì mình bắn được đâu đó khoảng 1.900 hay sao ấy, 1.700 hay là 1.900 thiệt hại. Trận đấu ở bản đồ End thì mình cũng lựa chọn một cách chơi, đó chính là chạy soi kẻ đi trước, phát hiện kẻ đi trước và bắn phủ đầu họ để ngăn cản cái bước tiến công của địch. Tất nhiên là chiếc xe này thì không phải là chiếc xe phòng thủ rồi, nhưng nếu chúng ta sử dụng hỏa lực liên tục thì có thể gọi là làm chậm kẻ địch hết. Đó, như mình đã đến được một cái bụi soi chiến lược, soi thấy mấy kẻ địch đi qua, một phát đạn vào chiếc VK. Có vẻ như chưa bị ai soi thấy mình anh em ơi. Chiếc AMD và chiếc VK chạy gần đến rồi nhưng mình khai hỏa mà mình vẫn chưa bị lộ, chứng tỏ chiếc xe này có bộ độ ẩn giấu tốt thật. Rồi, M4A1 trượt rồi, và chiếc VK khả năng cao anh ta sẽ xông lên để ăn mình chăng? Đúng vậy, chiếc VK chuẩn bị xông lên để ăn mình rồi. Một viên vào chiếc VK, anh ta bắn trượt. Hai viên. Rồi, chiếc Excalibur vừa ngắm mình. Bây giờ mình sẽ lùi lại để chuẩn bị bắn chiếc VK thêm một vài viên nữa. Chạy với chúng tôi này. Đó, như anh em thấy thì công nhận là ui, slap tốt thế. Thêm viên nữa này, ngon. Khởi động trận đấu mình bắn được 6 viên rồi, ngon thật. Có thể thấy rằng là kẻ địch tập trung rất là nhiều ở ngoài này, cho nên mình đã phải rút chạy anh em ạ. Bởi vì ấy, ở ngoài cánh đồng không có nhiều người đâu. T-3485 thì cũng không phải là quá khỏe. VK sắp bay màu xét tời như đang chạy về, cho nên mình đã lựa chọn một cách an toàn là chạy vào thành phố để yểm trợ cho đồng đội trong đấy, cắn nén kẻ địch trong đấy. Chứ nếu mình đứng ở đây ấy, họ biết được rằng là mình chỉ có duy nhất một người ở đây, có lẽ là họ sẽ lao lên và bắn mình luôn, bởi vì khả năng sống sót chiếc xe này kém mà. Nên bây giờ mình đã phải chạy về căn cứ rồi, không lên liều lĩnh. Chơi tăng hạng nhẹ phải linh hoạt và biết lúc nào di chuyển, lúc nào chạy thoát. Ôi, mình vừa bị một viên đạn bắn mù anh em ạ. Không biết là ông M4 ông ấy bắn mù ai nhưng mà bị trúng mình. Chơi game vừa stun nhiều pha ảo thật ấy. Rồi, không xuyên chiếc Rudy rồi. Mình sẽ soi lại chiếc Rudy. Đây rồi, Rudy đã bị mình soi thấy và anh ta không soi đến mình luôn. Đúng là lợi thế của tăng hạng nhẹ khác. Và hy vọng mình có thể bắn trúng anh ta rồi chạy thoát. Rồi, một phát đạn bắn vào vật cản rồi, đèn thế nhè. Bây giờ mình sẽ chạy sang bên này. Chiếc AMD đang ở trước mặt mình, hy vọng mình có thể bắn được anh ta. Trượt rồi. Có vẻ là chiếc xe này lên ngắm bằng tay thì tốt hơn anh em ạ, không nên khóa mục tiêu. Khóa mục tiêu chỉ dành cho những phát mà anh em định quẩy kẻ địch ở gần thôi. Anh em không muốn sử dụng góc nhìn thứ nhất thì có thể khóa mục tiêu, còn lại anh em lên nhé. Lên sử dụng ngắm bằng tay để có thể bắn kẻ địch tốt hơn. Rồi, bên mình thì cũng đang có lợi thế về thành phố rồi. Mình sẽ áp sát thành phố để yểm trợ đồng đội. Và có vẻ như chiếc Rudy cũng đang quay trở về cái vị trí này. Mình sẽ lừa cho anh ta và cắn trộm. Lừa cho anh ta đi qua đây và cắn trộm một viên rồi chạy thoát. Lợi thế của đám tăng hạng nhẹ như vậy đấy anh em ạ. Đó, mình đã cắn trộm chiếc Rudy. Đấy, rồi đi chạy thoát. Bây giờ có vẻ như anh ta đang rất là cay mình và sẽ tấn công mình. Bởi vì số máu của mình cũng ngang bằng với anh ta. Anh ta có sát thương 1 phút, anh ta có sát thương lớn, độ xuyên ngon. Anh ta có thể sử dụng đạn nổ để bắn xuyên mình nữa cơ. Rồi, như vậy là pháo tự hành vừa hỗ trợ mình một viên, nhưng anh ta vẫn đang chú ý đến mình. Rồi, kẻ địch đang áp sát rất là gần căn cứ rồi. Tỷ số là 94, cho nên là mình cũng sẽ không ngại gì đâu, ngại thua đâu. E25 đang quẩy anh em ạ. Đủ đi. Một phát rất tốt. Thêm một phát nữa. Rồi, anh ta ít máu hơn rồi. Anh ta ít máu hơn cho nên là mình cũng không ngại để giao tranh. Anh ta cũng đã về gara. Bây giờ thì mình sẽ quay về căn cứ để hỗ trợ cho đồng đội. Công nhận chiếc xe này chơi cũng tốt thật.
mình không nghĩ rằng là chiếc xe ngon như thế đâu. Rồi, VK bay bầu luôn, không nói nhiều. E25 chạy tứ lung tung cả. Cái này chỉ còn hai người thôi, mình sẽ lựa chọn chiếc Dicker Mark để bắn. Một viên vào Dicker Mark, hai viên vào Dicker Mark. Rồi, như vậy là anh ta đã bay bầu. Có thể thấy rằng là chiếc kiểu 64 của chúng ta, thứ nhất là mình thấy rằng đấy, chiếc xe này tốt thật đấy. So với một chiếc xe tạng nhẹ cấp 6 cung cấp như vậy mà có tốc độ tốt này, ổn này, có tầm nhìn ngon này, có ẩn giấu này, hỏa lực cũng dùng được này. Uầy, đúng là một chiếc xe mà bán duy nhất trong cửa hàng. Và không hiểu tại sao bao nhiêu năm nay Worming vẫn chưa sản xuất ra một chiếc xe nào tăng hạng nhẹ cấp 6 khác nhỉ, để đối chọi với chiếc xe này. Chứ mình nghĩ rằng là so với lại toàn bộ những chiếc xe tăng hạng nhẹ trong sơ đồ công nghệ lẫn tăng thưởng hay tăng vàng khác ấy, thì mình nghĩ rằng chiếc kiểu 64 đang là chiếc xe top 1 đi. Mình nghĩ chiếc xe này tốt hơn T52 đấy. Có vẻ như T52 sẽ linh hoạt hơn trong khoảng tăng tốc, nhưng nếu mà lựa chọn giữa chiếc xe này và T52 thì mình sẽ lựa chọn chiếc xe này để bắt sai T52 trước và sẽ có những bước di chuyển tiếp theo. Nhưng mà không phủ nhận T52 cũng spam đạn kinh thật. Đây là thành tích của mình khi mà chơi chiếc kiểu 64. Thì ở bản đồ Malinovka mình bắn được 2.000 năm, soi được 2.000 thôi, lấy được M lần đầu, huy hiệu Scout. Ui, mình soi được 12 người ạ. Patron Duty 2 caliber, 1.655 kinh nghiệm gốc, và số bạc mình kiếm được là 90.000 bạc với tài khoản premium và 60.000 bạc với lại tài khoản thường. Có vẻ như chiếc xe này khá là ổn áp khi mà chúng ta vừa kết hợp soi, nghĩa là thiệt hại hỗ trợ và thiệt hại gây ra, thì cộng vào thì rất là nhiều anh em ạ. Đây này, cộng chỗ này vào đã là khoảng 4.600 rồi, 4.600 thiệt hại, cho nên bạc kiếm được trên tăng hạng nhẹ rất là tốt. Nhưng anh em có chơi được không, anh em có soi được không, đấy là điều quan trọng nhất. Ở bản đồ Ehrenberg thì mình cũng bắn Vuver thôi, 1.800, sẽ đấu Murovanka 1.700. Nói chung là trung bình chiếc xe này kiếm được sẽ dao động 40 cho đến khoảng 80.000 đi, 40.000 đến 80.000 bạc kiếm về với VIP. Đấy, tùy thuộc vào anh em bắn có tốt không. Và đó là video của mình về chiếc kiểu 64 này, một chiếc xe tăng hạng nhẹ duy nhất mở bán trong cửa hàng và trong web nhá. Duy nhất ấy, chưa thấy chiếc xe nào tăng hạng nhẹ cấp 6 mở bán cả. Không biết là có lý do gì không, nhưng mà chiếc xe này đúng là đáng để sở hữu thật. Đối với những anh em mà thích chơi Fast and Furious, đấy, chơi tốc độ arm speed, đấy, vừa tốc độ vừa bắn hỏa lực ổn, thì đây là một chiếc xe đáng để giữ trong gara và cài bạc, dành cho những anh em thích chơi xe tăng cấp thấp mà không chơi cấp cao. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ vào cái kênh giúp mình. Đừng quên ấn nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé. Bye bye.